Chuẩn bị đây. Không có điểm dành cho Kodai. Biệt danh của anh này là Kodai nha các bạn. Ủa nhé. Vâng, cảm ơn anh Phạm Viết Thuận. Trận đấu này sẽ diễn ra bao nhiêu set đây? Và xin nhắc lại với quý vị là trận đấu chung kết sẽ diễn ra vào lúc 18:30 chiều tối ngày hôm nay. Lực cờ đầu tiên của tay cờ gốc Gia Lai. Cú đánh đầm băng của Nguyễn Quốc Nguyện. Và đó là pha ghi điểm của Quốc Nguyện. Ở mùa giải năm nay, đây là mùa giải đầu tiên mà BoxSport của Việt Nam có được bản quyền và mang đến cho chúng ta những luồng trực tiếp sóng sạch, không có phần bình luận của tiếng Hàn và không bị ảnh hưởng âm thanh của tiếng Hàn. Là chúng ta xem cũng rất là sạch và không dính quảng cáo của Hàn nữa các bạn. Không được rồi. Một tình huống tạt cơ của Quốc Nguyện. Đó là một cú đánh siết mỏng năm băng. Và người Việt Nam chúng ta thì ai cũng vậy thôi, ai cũng có lòng tham vô đáy. Chúng ta đều muốn hai tay cờ của Việt Nam vào, ba tay cờ của Việt Nam vào bán kết. Và bây giờ chúng ta lại muốn hai tay cờ của Việt Nam vào chung kết. Nhưng điều đó đã không xảy ra khi mà ngày hôm qua anh Chiến đã dừng bước trước Hoan Hung Bum. Lực cờ thứ hai của vô địch này. Một băng hai gãy. Một băng hai gãy. Và điểm dành cho vô địch này. Hey Joe, hello em trai Duy Bùi nha. Sẽ là một cú cưa ba cái dài. Thiếu dây rồi các bạn. Ngày hôm qua nếu như bạn nào được xem trận đấu của vô địch này với CVC Guinea thì đó là một trận đấu cực kỳ cống hiến của tay cờ Việt Nam. Phải chăng đó là trận đấu hay nhất của anh ở tour đấu thứ 9. Vượt qua CVC Guinea với tỷ số là 3-0, hai set đấu đầu tiên Quốc Nguyện Ngô Đình này chỉ cần 6 lượt cơ thôi để có được tổng điểm số là 30 điểm để dẫn 2-0. Chúng ta đến với lượt cờ thứ hai của Quốc Nguyện. Một cú đánh giống như Ngô Đình này nhưng nó khác về mặt điểm số thì các bạn có điểm dành cho Nguyễn Quốc Nguyện. Hình bị khá lỡ cờ. Và như vậy là Quốc Nguyên chọn ba băng hai gãy. Chính xác rồi thưa các bạn. Và ghi điểm tuyệt vời đến từ người Quốc Nguyện. Ngày hôm nay thì anh em cho mình được khen các tay cờ Việt Nam nha. Riêng trận bán kết hai này thôi. Trận sau thì mình sẽ không khen. Phong thủy không tốt.
không thoát được với trái bi bù xanh. Tình huống cố né ra nhưng không không thành công thưa quý vị. Chúng ta đến với lượt cờ tiếp theo của ngôi đình này. Và xử lý sườn tốt dành cho ngôi đình này. Hello anh Lý Hải. Người nào thắng ở trận đấu bán kết 2 này sẽ đối đầu với lại Murat Nasikoglu. Anh Đại múa sao? Góc múa này khó các bạn, góc múa kéo, dò gà kéo. Do gà kéo khó quá. Và bây giờ chúng ta đến với lượt cờ thứ ba của Nguyễn Quốc Nguyện. Và nói đây là một tour đấu mà Nguyễn Quốc Nguyện thể hiện sự bản lĩnh về mặt tâm lý nó nổi bật hơn so với chuyên môn của thầy cờ đến từ Gia Lai. Sẽ là một hình bị 5 băng dành cho Quốc Nguyện. Có đá rồi. Gia Lai đối đầu với Bình Định. Lượt cờ thứ tư của ngôi đình này, năm băng gãy. Không có tình huống đá với quả bi màu vàng. Ý da, sớt cột dọc luôn sao? Lượt cờ thứ tư của Quốc Nguyện. Đã bắt thuận được dấu. Không có đá. Vâng, điểm dành cho Quốc Nguyện. Về mặt đẳng cấp thì hai tay cờ này là hai tay cờ hàng đầu của Việt Nam. Họ nằm trong top những tay cờ nhận được nhiều lượt view nhất nếu như thi đấu các giải đấu quốc nội. Lại là một tình huống BD của Quốc Nguyện. Vâng, có điểm số thứ hai. Đó là hai điểm. Như vậy là Quốc Nguyện đã có tổng điểm số là 6 điểm rồi. Chúng ta đang theo dõi set đấu đầu tiên giữa hai tay cờ Nguyễn Quốc Nguyện và ngôi đình này. Chưa có series nào cả. Quốc Nguyện sinh năm 1982 nữa quý vị. Bữa mình check hình như là anh Nguyễn sinh năm 1982, anh Nại thì sinh năm 1981.
Trí nhớ của em nó hơi tệ một tí nha mọi người nha. Bận lại làm cú đánh chạm băng nữa của Quốc Nguyên. Ở mùa giải năm nay thì Quốc Nguyên có hai lần vào đến tứ kết và thành tích vào đến bán kết, đây là thành tích tốt nhất của tay cờ Quốc Nguyên cũng như là ngôi đình này, cả hai đều đang có thành tích tốt nhất. Và họ với thành tích này thì họ có suất dự PBA World Championship. Và Nại sinh ngày 20 tháng 6, ấy anh Nguyễn sinh ngày 20 tháng 6 năm 1982, nhỏ hơn anh Nại. Đây là hai điểm nữa. Phần series múa rồi. Có một cú hat-trick múa, một cú hat-trick băng shot ở trong từng vào chung kết đó là ở mùa giải trước các bạn. Còn mùa giải năm nay thì cả hai tay cờ việc vào bán kết là thành tích tốt nhất ở mùa giải năm nay. Đã có 7 điểm dành cho Quốc Nguyên. Không bắt thuận được. Ở mùa giải năm ngoái thì anh Đại vào đến chung kết và để thua Camingu ở trong trận đấu chung kết. Nó diễn ra mình nhớ cái này thì mình nhớ thì cái trận đấu đó nó diễn ra vào ngày mùng 3 Tết năm ngoái. Là đến với lượt cờ thứ 5 của ngôi đình này. Các bạn nghe nhầm rồi, đương nhiên là vào chung kết rồi, nhưng mình đang nói là ở mùa giải năm nay thì thành tích tốt nhất là vào đến bán kết, là tour này ở mùa giải năm nay nè, bán kết là thành tích tốt nhất ở ở mùa giải năm nay. Vâng, trận đấu bán kết này sẽ diễn ra với 7 set, các tay cờ tha hồ để có thể thể hiện. Và một mùa giải sẽ được tính vào mùa giải năm nay là năm 2023-2024, một mùa giải mới thì sẽ được tính vào từ tour đấu đầu tiên diễn ra từ tháng 6 cho đến tháng 3 hàng năm. Nó giống như bóng đá, giống như ngoại hạng Anh các bạn, nó trải qua từ năm này cho đến năm sau là kết thúc một mùa, chứ không phải là một mùa giải nó bắt đầu từ đầu năm đến cuối năm. Quốc Nguyện đã có đến 4 cú đánh chạm băng, mang về đến 8 điểm lần trong 12 điểm số anh con đang có được. Vâng, điểm số thứ 3 dành cho Quốc Nguyện. 13-2. Phải chăng là một tình huống kéo vào dài, góc hơi nặng, chạm ngắn thì thật sự là khó do dành cho Quốc Nguyệt. Đây là một tình huống chạm ngắn rồi, tình huống chạm ngắn rồi, không có điểm dành cho Quốc Nguyệt. Xin thông tin lại với quý vị là trận chung kết ngày hôm nay nó sẽ diễn ra vào lúc 18:30 chiều ngày hôm nay luôn các bạn. Bằng một hình BA dành cho ngôi đình này.
hình như có nhúc nhích rồi, có nhúc nhích rồi các bạn. 2 điểm dành cho cú đình này. Hình bị tương đối sườn, nhưng cứ lấy chạm hơi xa. Và có một pha xử lý chính xác nữa của cú đình này. Đó cũng vẫn sẽ là một tình huống vẫn có thể bắt lỗi, sẽ được 34 triệu won nữa rồi. Còn việc hai tay cờ Việt Nam giành quyền vào bán kết, họ được một khoản tiền thưởng là 10 triệu won, cộng với lại 25.000 điểm trên bảng xếp hạng. Và nếu như họ giành quyền vào bán kết thì họ sẽ có được giành quyền vào vào chung kết thì họ sẽ có tối thiểu 50.000 điểm nếu như là về nhì. Đã có 4 điểm dành cho ngôi đình này rồi. Tuy nhiên thế bi này rất sương, và đó là rất sương. Đây là pha xử lý tui dùn ngắn dài ngắn của ngôi đình này. Xanh chạy hơi nhiều rồi, nhưng trắng cũng không có một cái tia chính xác. Và tour đấu này mình vô cùng ấn tượng với tâm lý thi đấu của anh Nguyễn. Phần có điểm dành cho Vũ Đình này, điểm số thứ 7. Vẫn còn cơ hội dành cho Vũ Đình này, tuy nhiên cơ hội giành chiến thắng của đối thủ có vẻ cao hơn. Cách biệt được rút ngắn xuống còn 6 điểm. Liệu người này có dám A ở trái bi này không? A rồi. Không bắt được dài. Không có cây dài thứ hai. Một quà thiếu má của người đình này. Ý
Vậy chúng ta đến với lượt cơ đầu tiên, lượt cơ tiếp theo của Nguyễn Quốc Nguyện. Vận hình bị 5 băng dành cho Quốc Nguyện. Anh chỉ còn 2 điểm nữa thôi. Quý vị là chung kết vô địch thì sẽ được 100 triệu won các bạn. Nằm bằng gãy. Hơi sát dậu. Vâng. Không có điểm dành cho Quốc Nguyện rồi. Quốc Nguyện đã bỏ qua một cơ hội. Có thể nói là cơ hội sáng để cho Quốc Nguyện có thể kết thúc set đấu đầu tiên. Ở cả hai đấu trường thì nước chủ nhà Hàn Quốc đều không còn một cái tên nào để có thể cạnh tranh chức vô địch các bạn ạ. Anh Trần Quý Chiến đã vào bán kết rồi và tối ngày hôm nay anh Chiến sẽ thi đấu bán kết. Và thậm chí là tối ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có thể có được hai chiếc vô địch ở hai đấu trường nha. Có chuyện đó xảy ra nha. Vâng, có điểm dành cho Gô Đình này, một cú sổ hết sảy. Không có điểm kìa. Có đá. Vâng. Một con 3-3. Một con 3-3 đã rơi ra trên bàn đấu. Vâng, một con 3-3 thì các bạn, con 3-3 màu vàng nó xuất hiện với trái bi màu trắng. Và điểm may mắn dành cho Ngô Đình này. Chúng ta cùng xem coi là có bao nhiêu điểm nữa dành cho cú đinh này đây. Quá hay. Phải nói là cháy vàng chạy cực kỳ đẹp. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý trái Kaya này của anh này. Ngay táo luôn. 12-13. Đây mọi người đợi em tí nha. Chờ xong kết thúc set này đi, em sẽ cập nhật lịch thi đấu của anh Quý Chiến. Cơ hội rồi. Cơ hội để có điểm số quân bình. Vâng, đã có điểm số thứ 13. Rạng sáng ngày hôm nay là ngày 4 tháng 3, 1:30 sáng ngày 4 tây tháng 3 là ngày là khuya đây các bạn. Anh Chiến sẽ đối đầu với là Glenn Hoffman của Hà Lan nha. Vâng, một con rùa đẻ quá ghê luôn các bạn, đẻ tới điểm set point luôn. Mình đang bình luận trực tiếp ở trên sóng của PBA cho nên là mình sẽ hạn chế không nói những cái gì đó liên quan đến ngoài PBA nha các bạn. Mình sẽ không, rất mong các bạn thông cảm nha. Vì thì mình phải tôn trọng PBA các bạn. 14-13. Hơi tiếc cho Quốc Nguyên, anh đã có một cơ hội rất lớn để giành chiến thắng cái set đấu này, nhưng đối thủ may mắn quá. Siro gãy. Không được. Bao nhiêu sự cố gắng của Ngô Đình này cũng chỉ dừng lại ở con số 14 thôi.
Ở mùa giải năm nay thì đội Direct họ có một chiếc vô địch đơn nam đến từ Chukuni. Đánh 5 băng. Lon sao? Không có lon. Và điểm số thứ 14 dành cho Quốc Nguyên. Set point, Nguyên Quốc Nguyên, double set point. Lepen chỉ vào đến được chung kết thôi thưa bạn. Cơ hội dành cho Quốc Nguyên. Vâng, cơ hội đã được tận dụng thành công. Tưởng chừng như Quốc Nguyên sẽ mất set đấu này vào tay đối thủ. Và đó là như chúng đã nói, xin nhắc lại một lần nữa, và đó là bản lĩnh của Quốc Nguyên thực sự là rất khát vọng, rất khát vọng. Đứng trước set point ở những trận đấu trước, Quốc Nguyên khá chào. Nhưng hãy nhìn pha xử lý vừa rồi của Quốc Nguyện ở điểm set point. Rất hay. Hình bị này sẽ rất thử thách với các tay cờ ở cú đánh D3. Vâng, đã có điểm dành cho Nguyễn Quốc Nguyện. Hình như nó ra tiếp một hình bi múa tứ băng nữa. Ngày hôm nay những cú đánh băng short của Quốc Nguyện là khá hay. Trong khi đó ở chiều ngược lại thì Ngô Đình này cũng không làm tốt như tay cờ đồng hương của mình. Mình nhớ không lầm cú đánh vừa rồi đó là cú đánh chạm băng lần thứ 5. Lại hay nữa. Lần này không phải vẫn là một cú đánh múa ba băng. Quá khiếp. Quốc Nguyện đang có một thứ vũ khí đáng sợ. Nó đang phô diễn ở set 1 và set 2. Thì chúng ta cũng biết rằng là ở trận đấu bán kết 1 khi mà Cốc Lu đã múa rất dở. Rất yếu múa, rất yếu chạm băng, chạm băng trước. Nhưng đến cái set đấu cuối cùng thì lúc đó vũ khí mới được tung ra. Cốc Lu đã giành chiến thắng trước Hoa Đông Bum với tỷ số là 4-3 sau khi thắng 3 set đấu đầu tiên. Đến set đấu cuối cùng thì anh mới bắt đầu tung ra những cú đánh chạm mặt. Lại kinh khủng nữa. Ui. Một cú hat-trick múa các bạn, xin nhắc lại một cú hat-trick múa là đánh 3 băng trước, sau đó hơn 3 băng, từ 3 băng trở lên. Và sau đó chạm trái Bikaje để ghi điểm. Thật đáng nể với màn trình diễn của Nguyễn Quốc Nguyện ở trong lượt cờ đầu tiên của set 2 này. Hết trước chấm luôn. Xanh. Vâng. Và xử lý Kaya không tốt của Quốc Nguyện. Nhưng anh đã tạo ra một cách biệt lớn ở ngay từ lượt cờ đầu tiên. Tuy nhiên, hình bi dành cho Ngô Đình này là một hình bi múa 2 điểm. Quốc Nguyện hay quá các bạn. Cái này có phải là cái thúng không đây? Mình nghĩ là nó chẳng bon rồi. Nguyên một cái thúng rồi. Nice.
Hình này cho này quýnh 100 lần thì chỉ có tài cơ nó mới hụt thôi. Vâng, một cú lăn. Nhưng trái bi của anh Đại đang nằm sát băng dài. Giờ này không dám lăn, không dám múa lăn. Và một cú đánh chạm trái an toàn của tay cờ gốc Bình Định. Điểm số thứ ba rồi. Sau 4 tour liên tiếp thì cuối cùng đại diện của nước chủ nhà, không có bất kỳ một đại diện nào của nước chủ nhà góp mặt ở chung kết các bạn. Còn điểm số thứ tư dành cho Vũ Đình Hải. Tôi biết là người mở hàng chức vô địch cho nước đại diện cho chủ nhà ở mùa giải năm nay đó chính là Choi Sung Won, sau đó đến Choi Won Jun, sau đó đến Cho Ja Ho, sau đó đến Cho Kun Hee. 4 chức vô địch liên tiếp của chủ nhà và giờ đây chức vô địch cuối cùng nó sẽ thuộc về quốc gia nào đây? Đã có điểm số thứ năm dành cho Golden này. Cuộc nguyện trời hay. Ngô Đình Hải cũng đang cho thấy mình ổn định ở set đấu thứ hai. Tuy nhiên ở set 1, Ngô Đình Hải đã có cơ hội để có được chiến thắng ở set 1. Nhưng anh đã để trôi qua cái cơ hội đó. Thấy mã xanh được. 5 băng xanh. Và không có đá rồi. Và đã có một series sáu quân bình điểm số với Nguyễn Quốc Nguyện. Còn xem như thế này mới thật sự là hấp dẫn. Còn nói xem như thế này thì thật sự là rất đã thưa quý vị. Và cúp ba bàn gãy của Ngô Đình này hết lọt rồi, cái này phải nói xui tận mạng mới có thể làm đúng cái tỷ lòn rồi. 7-6 ở đối thủ có 6, Đình này có 7. Trận đấu này không xem thì trận đấu nào xem nữa các bạn, đúng không các bạn? Trận đấu này mà không xem thì trận đấu nào xem nữa. Và trận đấu tối ngày hôm nay là trận đấu ép phải xem. Ai không xem thì úp mặt vô tường. Thậm chí là đóng tiền phạt cho PBA Việt Nam. Với sự nỗ lực của họ ở mùa giải năm nay đã mang về bản quyền cho anh em ở trận chung kết tối ngày hôm nay bạn nào không xem. Vậy xứng đáng là phải phạt 8 điểm rồi các bạn ơi. Liên tiếp là những hình bi khá thuận dành cho Ngô Đình này. Hình bi tiếp theo sẽ như thế nào đây? Hình bi này bắt đầu lỡ cỡ rồi. Vẫn Perfect Kill đến bây giờ vẫn chưa có một tay cờ nào lụm nhớ các bạn. Mà anh em Việt Nam hay gọi là heo vàng. Vẫn có điểm số thứ 9. Ngô Đình Hải cũng là một trong những tay cờ có được heo vàng ở PBA với 10 triệu won.
còn 6 điểm nữa. Rất nhiều điểm. Liệu có cái búa để cho anh này đập heo không? Vâng, tứ ba ngắn. Hình vị này ngon nhưng trái vàng. Ta cùng chú ý trái vàng nào. Trái vàng. Trái vàng được xử lý hay quá. Điểm số thứ 10 dành cho Ngô Đình này. Còn 5 điểm nữa. Có lẽ đội ngũ kỹ thuật của PPA nên chuẩn bị đăng clip nha. Nếu có 15 là đăng clip ngay cho anh em thưởng thức. À, không có hai điểm. Một cú A đi đường tắt. Rất đáng tiếc dành cho Ngô Đình này. Còn heo vàng đã trôi qua rồi. 180 triệu Việt Nam đồng đã trôi qua với mũi cơ vừa rồi của Ngô Đình này. Chúng ta đến với lượt cơ thứ hai của Nguyễn Quốc Nguyên. Một pha cúp cú lê của Nguyễn Quốc Nguyên. Trời ơi trời. What? What? Có lẽ là đạo diễn hình cần cho chúng ta xem lại một góc máy tele. Tele thật sát vào. Một tình huống đen bi. Không trúng ở băng 2 là thấy trúng không ở băng 3 rồi. Hơi xui bi dành cho Quốc Nguyên. Không có điểm dành cho Quốc Nguyên này. Nếu anh em mà xem mấy tay cờ hàng đầu của Việt Nam chơi đánh đền vui với các bạn, sẽ thấy họ đi 6, 7, 8 rất đơn giản. Đơn giản giống như chúng ta quýnh một cái clip vậy, series clip vậy. Và với một trạng thái tâm lý thoải mái thì series ra rất là nhiều. Do vậy là ở một giải đấu mà nếu các tay cờ đạt được một cái trạng thái đó là nhập tâm với ba quả bi thì series đếm không xuể. Sắp tới đây thì anh cẩm sau khi PBA World Championship kết thúc, anh cẩm sẽ về Việt Nam và khả năng anh cẩm sẽ chơi nhiều ở câu lạc bộ Bà Chiểu. Và nếu các bạn muốn gặp anh cẩm thì các bạn cũng có thể lượn qua lượn lại câu lạc bộ bên Bà Chiểu ở cuối đường Vũ Tùng các bạn. Còn anh TWC thì sẽ tiếp anh Nại, sẽ tiếp anh Nguyễn, sẽ tiếp anh Cẩm ở câu lạc bộ TWC. Nhưng mà mình sẽ cập nhật cho anh em trên trang cá nhân của mình. Nếu có nha. Cú lăng. Đây là một cú lăng. Một cú lăng của Quốc Nguyễn. Chính xác rồi. Không, em là không được livestream mấy cái trận giao hữu của mấy anh đó. Nó không hay.
Vâng, ngày hôm nay thứ vũ khí lợi hại của Trung Nguyên đó là những cú đánh trả băng. Chu cha. À đẹp, Gia Lai đâu? 81 mãi đỉnh của anh em đâu rồi? Chúng ta đang theo dõi một trận đấu mà series trên 4 diễn ra rất nhiều. Hình này Quốc Nguyện có thể chơi lớn nha anh em nha. Có thể chơi lớn với cái hình bi này, lánh A. Nghĩ là chặt trái thôi, hình bi này A lỡ quá, xanh nằm rất hở. Khó tới. Hay dưới trời. Dường như linh hồn của Quốc Nguyện đã nhập vào ba quả bi rồi. Vua Đình Hải vươn lên dẫn 16, giờ Quốc Nguyên trả lại cái 5, vươn lên dẫn 11-10. Quá khét. Không có điểm số thứ 12, tình huống bắt chí không thành công của Quốc Nguyên. Nhưng mình nghĩ là cũng được điểm 9 cho pha xử lý vừa rồi. Gần đúng rồi. Và đó là pha giải toán gần đúng đáp số. Nghĩ là chỉ dư một số thôi. Bây giờ chúng ta đến với set đấu thứ hai ở lượt cơ tiếp theo của Ngô Đình Hải. Chúng ta thấy là Quốc Nguyện rất tiếc cho pha xử lý vừa rồi của mình. Sự chỉnh chu tỉ mỉ và cầu toàn trong những hình vi của anh. Vâng, có vẻ là một tình huống lỗi về mặt thời gian rồi. Có lẽ là Ngô Đình Hải có thể khiếu nại, có thể khiếu nại cùng với tổ trọng tài. Chúng ta chờ xem có phần khiếu nại hay không, hay là một tình huống xác định lỗi rõ ràng đến từ Ngô Đình Hải. Chúng ta cùng xem lại. À, anh này cầm bi trắng mà. Trời ơi, anh này nhầm bi mình cũng không biết luôn. Cái gì vậy? Quốc Nguyên cũng không có điểm ngay sau đó. Quá nhập tâm các bạn, không nhìn thấy qua bi luôn. Và bây giờ chúng ta đến với lượt cờ thứ tư. Chúng ta sẽ một cúp đảo của Ngô Đình Hải. Không, không có điểm dành cho Ngô Đình Hải. Đó là một tình huống cúp dài ngắn dài. Ngay cả Patrick Caron còn lộn bi nữa. Nói gì này? Lực cơ thứ 5 của Nguyễn Vũ Nguyên. Cú đánh 5 bằng. Trắng đá rồi. Không có một tình huống rùa của Quốc Nguyên. Nhưng nếu như không đá là ngay cái mỏ các bạn. Mình nghĩ không đá là ngay cái mỏ. Đây chúng ta xem lại. Và các bạn hãy nhớ vị trí màu xanh nào.
Vâng, không đá ngay chốc luôn. À, nếu như một tỷ cơ mà họ chú ý vào bàn đấu, mà nếu như thấy đối thủ của mình mà nhầm bi á, thì nguyên tắc là họ sẽ nói. Và trong trường hợp vừa rồi có lẽ là anh Nguyễn cũng không quan tâm đến việc là trái bi đó là trái bi nào của anh Hải. Vì nếu như anh Nguyễn anh biết mà anh Hải nhầm bi thì anh Nguyễn sẽ nhắc. Đây là điều gần như là bắt buộc rồi các bạn, vì nếu như không làm được điều này thì các tay cơ sẽ bị ảnh hưởng về mặt uy tín rất là nhiều, vì yếu tố fair play cơ bản thôi, đó là điều hết sức cơ bản. Cho nên là các bạn cũng đừng lập luận rằng là anh này thấy mà không nhắc, không phải đâu. Mình nghĩ là anh Nguyễn thấy mà không nhắc, không phải đâu. Nhưng là anh Nguyễn cũng chẳng tập trung vào trái bi đó đúng hay sai, anh Nguyễn chỉ quan sát thôi. Chết rồi, sụp dậu rồi. Vâng, ở Hàn Quốc nhắc được thưa các bạn, vì Kim Jae-yeon cũng đã từng làm điều này với đối thủ của mình ở trong một trận đấu đơn ở PBA Tour đơn, vẫn được nhắc nha các bạn nha. Chỉ có trọng tài mới không được nhắc thôi, chỉ có trọng tài là không được nhắc thôi, còn cơ thủ là được nhắc bình thường. Chúng ta đến với lượt cờ thứ sáu của Nguyễn Quốc Nguyên. Anh em đừng có hiểu nhầm anh Nguyễn nha, là anh Nguyễn không nhắc nha. Mình nghĩ là anh Nguyễn không thấy thôi. Vâng, đã có điểm dành cho anh Nguyễn rồi. Giống như chúng ta ra bàn bida, chúng ta chơi, chúng ta quá nhập tâm vào bi, chúng ta cũng không quan tâm đồng đội của mình, người đối thủ của mình đang đánh bi gì. Đánh xong thì chính họ mình cũng không biết là đối thủ họ lộn bi. Bằng điểm số thứ 13 dành cho Nguyễn. Quyền đang tận dụng những cơ hội đến với mình rất tốt. Hay. Mình nghĩ Quốc Nguyện sẽ ăn sách này thôi. Bản lĩnh quá bản lĩnh mà các bạn. Dường như Quốc Nguyện không có quả gan, trái gan, hoặc là trái gan của Nguyện nó hơi bự, gan rất to nên rất lì về mặt tâm lý. Một là không có gan, hai là gan siêu bự. Nguyễn lại lâu bi rồi. Những tình huống lâu bi này luôn mang lại những hiệu ứng không tích cực cho Quốc Nguyện. Nhưng chúng ta cùng chờ xem nào. Tình huống lâu bi này sẽ để lại điều gì? Để lại một điểm số dành cho Quốc Nguyện hay là quy định này tiếp tục bước ra bàn đấu ở set đấu thứ hai? Hình bi này chạp dài. Chạm má nào cũng được. Vậy là một hình bi ba băng má phải. Có mỏng dành cho Quốc Nguyện. Và như vậy là chiến thắng ở set đấu thứ hai đã thuộc về Quốc Nguyện. Các bạn đã thấy được tâm lý của Quốc Nguyện là hay như thế nào chưa? Hai lần đứng trước sân rồi, anh đều thành công tuyệt đối. Quá hay, Quốc Nguyện rất hay.
Có lẽ chúng ta cũng nên tiếp tục ở lại để xem anh này sẽ thể hiện như thế nào ở xe đấu thứ ba. Lực cơ thứ hai của Quốc Nguyệt, một tình huống cúp trắng, khả năng cao sẽ là một tình huống mở điểm của tay cờ Quốc Nguyệt. Ai da, không có điểm dành cho Quốc Nguyệt. Hình bi mà cơ hội để cho Quốc Nguyện mở điểm ở set đấu thứ ba. Vâng, đã có điểm dành cho Vua Đình này. Đây là một trận đấu mà đây là một trận đấu cạnh tranh khoảng 400 triệu. Người nào thua người đó sẽ mất 400 triệu. Người nào thắng sẽ có được 400 triệu, thêm 400 triệu nữa. Ngoài 180 triệu có được. Thì nếu như giành quyền vào chung kết thì họ sẽ có thêm được 400 triệu tiền thưởng nữa thưa quý vị. Giờ sẽ không chọn cô Nguyễn, tôi cô Nguyễn. Lực cơ thứ ba của Ngô Đình này, xin bài của Nguyễn Quốc Nguyện, một hình bì cũng 3 phần trà tương tự, không có điểm dành cho Quốc Nguyện rồi.
là một cú cô ba của vô địch này. Vâng, chính xác. Cụp tứ băng. Không có đá. Và đó là điểm số thứ 3 dành cho cú đinh này. Và liếm mỏng má trong. Không biết ra đủ mỏng hay chưa. Chưa đủ mỏng. Vâng, để cho chúng ta dễ dàng nhận biết được rằng là tỷ số đang là bao nhiêu thì các bạn có thể nhìn vào bảng điểm ở có hai quả bi. Quả bi nào có bao nhiêu gạch sáng tương ứng thì sẽ có bấy nhiêu set thắng. Và chúng ta đang thấy là gạch trắng, chưa có một cái gạch trắng nào cho quả bi màu trắng cả. Quả đâu bi vàng đã có hai gạch rồi. Điểm dành cho Quốc Nguyên. Hình bị hơi chẹo một chút và thậm chí là có đá ở trên bi này và xử lý trái cây dè tốt. Và điểm số thứ hai nếu như này mà ngày hôm nay mà chơi với phong độ ngày hôm qua trước Serena, như trong trận đấu với CB Serena thì Quốc Nguyện sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và không có bất kỳ một tình huống va chạm nào cả. Điểm dành cho Quốc Nguyện. Là khi gặp từng đối thủ một thì các cầu thủ họ sẽ có từng trạng thái tâm lý khác nhau. Còn nếu mà gặp ai cũng như ai. Đây là hàng đầu thế giới rồi. Cơ hội để cho Quốc Nguyên có thêm một điểm nữa. Một kinh bị chạm dài phải nói tương đối là đơn giản dành cho Quốc Nguyên. Vâng, điểm số 5 dành cho Quốc Nguyên.
Gài quá gài rồi. Hình bi quá đẹp rồi, thưa các bạn. Khả năng rất cao sẽ có điểm số thứ sáu. Vâng, điểm số thứ sáu dành cho Quốc Nguyên. Thưa kính thưa quý vị, là vào lúc 18:30 chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với trận đấu chung kết giữa một tay cờ Việt Nam chạm trán với lại Murat Nasikoglu. Bạn đừng bỏ qua trận chung kết nha. Beder, tình huống Beder thôi. Cái chạm xanh thì không có đường ra, không thấy đường trúng với cái màu xanh. Và đó là Quốc Nguyên đang có một tâm lý cực kỳ thoải mái ở trận đấu bán kết này. Quốc Nguyên chưa một lần vào chung kết. Có Đinh Nại một lần, Phương Linh một lần, Mã Minh Cẩm một lần. Nhưng Quốc Nguyên với lại Nguyễn Đức Anh Chiến thì chưa một lần nào. Một cú bê đơ quá khủng khiếp. Và đó là ngày hôm nay những cú đánh chạm băng là vũ khí lợi hại của Quốc Nguyên. Chạm trái Kaze và đánh ba băng sau đó chạm trái Kaze gọi là múa các bạn. Chúng ta đến với lượt cờ thứ tư của Quốc Nguyện. Anh đã có 8 điểm rồi và anh đang muốn hướng tới con heo vàng. Ở trong trận đấu này thì Quốc Ngô Đình Nại cũng đã có một series 10 để hướng tới heo vàng. Nhưng Ngô Đình Nại đã hút heo vàng, chỉ có 10 điểm. Quốc Nguyện thì đang có một series 9 và 9 pha ghi điểm đều ngay ngắn rõ ràng. Chưa có một tình huống rùa nào cả. Cúp đảo. Vâng, thế bi này đòi hỏi một cú đánh cực kỳ kỹ thuật. Chu chà trái vàng kìa, đẹp quá vậy. Quá xoay rồi. Còn dừng lại ở con số 9. Trái vàng có công rất đẹp. Tiếc là không có điểm dành cho Quốc Nguyên. Và chúng ta chờ xem sự đáp trả cũng như là chiến thuật của Quốc Nguyện của Ngô Đình Nại với tay cờ đồng hương của mình. Tay cờ đồng hương đang rất bay. Không có điểm dành cho Ngô Đình Nại. Hai hình thái rất khác nhau giữa hai cơ thủ. Nhưng mình nghĩ là không vì là đó mà Quốc Nguyện mất đi sự tập trung. Và nói là ở tour đấu này Quốc Nguyện đang có sự tập trung cực tốt. Bản lĩnh ở những điểm cần thiết. Những điểm số đòi hỏi tâm lý lớn mới có thể có điểm. Quốc Nguyện đang rất lạnh lùng ở những thời điểm đó. Chúng ta đến với lượt cờ thứ năm của Ngô Đình Nại của Quốc Nguyện. Kéo ba bằng. Dư rồi. Một tin đấy. Bây giờ mỗi tay cờ gặp Quốc Nguyện đều rất khó chơi, cực kỳ khó chơi. Với một tay cờ không biết sợ thua.
Vâng, không có điểm dành cho ngôi đình này. Và tán xòe. Xét về mặt chuyên môn, mình không thể đánh giá được một cách chính xác ai hơn ai. Nhưng ở thời điểm này, ở trong riêng trận đấu này, Quốc Nguyện cho thấy nhỉnh hơn so với Ngô Đình này. Và điểm số thứ 10 dành cho Quốc Nguyện. Mua. Đây là thứ vũ khí cực kỳ lợi hại của Quốc Nguyện. A hay là B đơ hay là múa đều rất hay. Còn cú múa ba băng trực tiếp của người Quốc Nguyện. Lần này thì không có điểm. Và đó là một tình huống hơi với, cho nên là chúng ta không thể đòi hỏi Quốc Nguyện có 2 điểm. Và hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn Phúc Nguyễn nha. Phúc Nguyễn, mình đồng thuận với quan điểm của bạn. Tại vì mình muốn nhắc cho bị lộn các bạn, nếu mà Quốc Nguyễn đã thấy thì Quốc Nguyễn đã nhắc rồi các bạn, chứ không phải là thấy mà không nhắc đâu. Bạn nói vậy thì các bạn có thể là các bạn đưa ra dự đoán thôi, nó không đúng với những thầy cơ chuyên nghiệp của Việt Nam. Ba bằng xòe. Và điểm số thứ hai dành cho Ngô Đình này. Và đôi khi các bạn phải hiểu rằng là đôi mắt nhìn vào bàn đấu, nhưng Quốc Nguyện không cảm được là đối thủ của mình đang lộn bi. Cũng giống như chúng ta đánh bi-a vậy, đôi khi chúng ta nhìn vào đối thủ đang đánh, đối thủ nhìn vào bàn bi luôn, thấy đối thủ đánh trái bi của mình luôn, nhưng mà không biết đó là lỗi bi. Bạn cũng phải hiểu trường hợp đó. Đừng nghĩ rằng là nhìn vào bàn mà cho thủ biết đối thủ của mình lỗi bi. Nhìn theo dạng chiêm ngưỡng với lại nhìn theo dạng chăm chú nó khác. Nhưng việc mà anh Nại chọn nhầm bi thì cũng là lỗi của anh Nại thôi. Chúng ta không thể đổ lỗi cho Quốc Nguyện được các bạn. Và các bạn cũng đừng đổ lỗi cho anh Nguyện là thấy mà không nhắc. Như vậy là hơi tầm bậy. Ấy da, anh Nại ơi. Như vậy là tội cho cơ thủ các bạn. Cũng chia sẻ với các bạn là mối quan hệ của mình với anh Nại là thân hơn rất nhiều so với mối quan hệ của mình chỉ với anh Nguyện, là chỉ dừng lại biết nhau thôi. Mình rất là thân với anh Nại, nhưng trong trường hợp đó thì chúng ta phải có một cái nhìn một cách công tâm nhất, đừng một cách hơi cực đoan. Chúng ta đến với lực cờ thứ bảy của Quốc Nguyện. Why? Cái tay của Quốc Nguyện là cực kỳ thanh thoát, và đó là một sự thanh thoát, một cái tay cực kỳ thanh thoát luôn. Tỷ lệ múa của Quốc Nguyện ngày hôm nay là rất đáng sợ.
không có đá và điểm số thứ 12 dành cho Quốc Nguyên. Lại là A nữa. Thứ vũ khí cực kỳ lợi hại của Quốc Nguyên. Và điều đó là chính tục một tuần nữa mang về 2 điểm dành cho Quốc Nguyên. Đó là những cú A, những cú đánh băng shot nói chung của Quốc Nguyên đang là một thứ vũ khí vô cùng sắc bén ở trong trận đấu này. Các tay cờ hàng là có thế mạnh rất lớn với những cú đánh chạm bàn trước. Nhưng ngày hôm nay, Quốc Nguyên đã cho thấy mình là một tay cờ chơi băng shot hay không thua kém gì các tay cờ Hàn Quốc. Vẫn như vậy là chiến thắng dành cho Quốc Nguyên. Chiến thắng điểm số may mắn. Quốc Nguyên đã nói với ngôi đình này rằng là sorry. Điểm kết thúc may mắn. Vâng, ông Y có độ dành cho Quốc Nguyên trong derby này. Một cú đánh dư làm ăn gãy một băng luôn. Vẫn 3-0 rồi thưa quý vị. Kính thưa quý vị là giữa Quốc Nguyên và ngôi đình này, họ là những người bạn thân của nhau. Và bây giờ chúng ta đến với set đấu thứ tư. Quá khủng khiếp. Set 2 và set 4 như nhau. Quốc Nguyên đều có những cú múa chính xác ở hình bida 3. Quốc Nguyên đang cho thấy mình không muốn dừng lại về mặt phong độ. Quốc Nguyên vẫn đang rất đều tay. Ba bàn gãy và điểm dành cho Quốc Nguyên này.
Rồi, biệt số thứ hai cho chúng ta này. Nếu như Việt Nam có khoảng 10 đến 12 tay cờ tham dự PBA thì nước chủ nhà Hàn Quốc cũng không thể áp đảo được. Không chắc họ có thể sẽ tạo ra một sự áp đảo về số chức vị vô địch ở mùa giải năm nay được. Chúng ta chỉ có 5 thôi. Quá đẹp mắt và bóng góc quá đẹp mắt vô địch này. Xong rồi xong. Hình này sao đây? Hình này sao đây? Hình này có thể nghĩ đến chuyện Peter Vàng. Như vậy là một pha xử lý tứ quá ngắn với trái biên màu vàng. Cú đánh chắc chắn của Golden Knight. Điểm số thứ tư. Bây giờ chỉ có thể là ngôi đình này sẽ phải chuyển sang một bộ môn thể thao khác thôi. Đó là làm vận động viên bơi lội, bơi ngược dòng thôi. Mới có thể làm nên chuyện trước Quốc Nguyện. Sau khi 3 set đấu đầu tiên nó đều thuộc về Quốc Nguyện. Của A Băng. Một của A Băng chính xác của ngôi đình này. Một cú đánh lớn lực với ý đồ là nếu như trái bi trắng có thể sẽ tiếp tục quay trở lại ở bàn thứ 6. Cú đánh có thể nói là kinh nghiệm của Ngô Đình này. 6 nho rồi. Perfect Kiều vẫn có thể tiếp tục quay trở lại với Quốc Nguyện. Xin lỗi các bạn, với Ngô Đình này. Không được, một tình huống BR cúp xanh không thành công của Ngô Đình này. Không có hai điểm dành cho Quốc Nguyên. Bằng đó là một người bị múa, một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại của Quốc Nguyên ở trong trận đấu này. Vì này chua lè luôn. Trời ơi, chạm mỏng kìa. Quá ướt ác của này. 5 băng nữa. Hoặc là 3 băng vàng, 3 băng con vàng. Vậy là mô đình này quyết định chọn 5 băng xanh. Không có đa. Vâng, 5 băng xanh. Có đa sườn hay không? 5 băng thường hay đa sườn.
Xong rồi. Ba. Liệu sẽ có một kịch bản tương tự như trận bán kết một chưa? Chờ xem coi thêm 2-3 set nữa. Vâng, với hai mũi người đình này đã có được 10 điểm rồi. Và chạm mỏng tứ băng của Ngô Đình Đại chính xác điểm số thứ năm. Hình có lẽ vẫn còn đẹp với Ngô Đình Đại. Nhưng chưa đủ 15 điểm thì chưa biết kết quả với Ngô Đình Đại là như thế nào. Mà kịch bản thắng thua đều có thể xảy ra với Ngô Đình Đại. Thiếu má rồi. Cách biệt là 8 điểm. Với hai mũi, Ngô Đình Đại mang về cho mình 11 điểm. Không có hai điểm dành cho Quốc Nguyệt. Cũng cho kia vô tiền đây. Hình này phức tạp quá. Nếu tấn công thì chọn cho bị màu xanh sẽ làm cho bị Pikaya. Nhưng phòng ngự thì chọn vàng. Nhưng mà chọn vàng thì mình thấy cũng khó nữa. Quá băng cha. Why? Hãy nhìn cái tay của anh này ra cơ trong pha chạm trái vừa rồi. Vâng. Đạo diễn hình đã cho chúng ta thấy cái tay sâu của anh này. Vâng, cú đẩy cái tay. Cú đánh thể hiện trọn vẹn một động tác xử lý quá đẹp mắt của người này. Có điểm số thứ 13. Cơ hội rồi, cơ hội rồi. 14 điểm dành cho Golden Knight. Và ngày hôm qua thì hai set đấu đầu tiên trước Simon Sigurdsson. Golden Knight với 3 mũi đủ 15 điểm. Tuy nhiên điểm số thứ 15 dành cho Golden Knight là hơi khó
hơi khó một chút. Sơn mỏng sao? Sơn mỏng không đơn giản với trái bim màu vàng. Kéo xanh thì cũng nguy hiểm quá. Như vậy là một cú kéo ba băng cha xoe xoe bị tác động bởi chai bi màu vàng. Nhưng có thể nói rằng là set đấu thứ tư này cơ hội đang nghiêng về ngôi đình này rất nhiều, 14 điểm so với 3 điểm của Nguyễn Quốc Nguyện đến từ Gia Lai. Cơ hội dành cho Quốc Nguyệt là khá nhiều ở trong thế bi này, bị kẹp nát xanh ba bàn. Vận điểm dành cho Quốc Nguyệt. Hai cơ thủ đều cột một, chỉ khác nhau đơn vị thôi. Nhưng trận đấu chưa kết, set đấu chưa kết thúc thì chưa biết ai thắng, chưa biết ai thua. Khó. Vâng, một tình huống mà trái bi chủ của Quốc Nguyên bị ôm sát bởi trái bi màu trắng. Không biết trắng đã che hết tia vào dài của trái bi vàng hay chưa. Rảnh vào ngắn, siro gãy hai băng. Xem trùng nhưng cũng rất hay rồi các bạn. Set point ngôi đình này. Chúng ta đến với set point thứ hai của ngôi đình này. Và hãy cùng xem lại pha siro gãy này. Đánh tới được cái điểm giữa ngắn cũng là rất hay rồi. Vâng, như vậy là có được set thắng đầu tiên dành cho ngôi đình này ở trong trận bán kết này. Vâng, cuối cùng thì ngôi đình này cũng có một cú múa mang về 2 điểm. Trong khi đó thì Quốc Nguyện với hai lần đề ba set 2 và set 4 thì Quốc Nguyện đều thành công với cú múa này. Và một hình bi chạm dài dọc dây. Ông đó là một tình huống chạm ngắn các bạn. Hay quá. Ba điểm rồi. Một tình huống bỏ dài của ngôi đình này. Cơ hội để có điểm số thứ tư. Vâng, rất chính xác. Có cái hình múa
có một cái hình múa dành cho này, nhưng nếu chắc ăn thì ngôi này có thể sẽ chọn chạm trái. Tùy vào quyết định của các cầu thủ thôi các bạn. Chúng ta không ở trong tình huống của họ ở trong trận đấu bán kết này, một trận đấu mà có giá trị tiền thưởng cực cao, nên các quyết định nó tùy thuộc vào từng cảm của các cầu thủ. Như vậy là múa rồi, cũng múa tứ băng của ngôi đình này. Vâng, chính xác tuyệt đối anh em ơi, quá Đúng hay. Vâng, chúng ta thấy có sự xuất hiện của Nguyễn Huỳnh Phương Linh. Phương Linh không về nước, có lẽ chúng ta cũng hiểu rằng là Phương Linh vẫn còn nhiều cơ hội để tham dự PBA World Championship, nhưng mà tỷ lệ tham dự PBA World Championship của Phương Linh là khá cao, mình nghĩ là khá cao đấy. Vẫn đạt có điểm số thứ bảy dành rồi. cho Golden Eye. Vâng, đến set đấu thứ sáu thì lượt view sẽ bắt đầu tăng lên rất nhiều. Pha tỉa bóng qua chính xác của Ngô Đình này. Phải chăng? Ra hình đẹp dành cho cuộc đời này luôn. Một hình vi rất rất đẹp dành cho Golden này. Điểm số thứ 9. Thật sự là để có một perfect kill, nó hội tụ rất nhiều yếu tố. Yếu tố lớn nhất vẫn là tâm lý thôi các bạn, sau thì mới đến yếu tố chuyên môn. Các tay cờ mà đã đánh vòng đã ra vào top 128 để mà tham dự rồi thì chuyên môn của họ đủ sức để lấy được perfect kill, đều là tâm lý thôi. Một cú kéo vào dài của Golden này, lần mất tiêu rồi. Trắng đang trôi về vàng nhưng không có điểm dành cho đơn vị màu trắng. Gì vậy? Admin YouTube đâu rồi? Có một bạn đang spam quá. Chúng ta đến với lượt đầu tiên của Quốc Nguyên. Quá ngon. Một cái lỗ bao lô bao đề dành cho Quốc Nguyên. Và rất mong nhận được những anh em trên YouTube những cái nút like và luôn được tiếp để chúng ta đạt được lượng người xem lớn, đạt được đề xuất cao hơn từ YouTube. Có điểm số thứ ba dành cho Quý Nguyên. Vì khi mà lượt like lên đến vài ngàn like thì YouTube cũng sẽ đề xuất cho những người chơi bia khác như là pool hay là bian, rồi từ đó sẽ tạo ra được cái sức hấp dẫn cho họ có thể tìm hiểu môn chơi này.
Quá hay, cả hai tay cờ đang rất hay. Sau 4 set thì tỷ số đang là 3-1 nghiêng về Quốc Nguyên. Anh chỉ cần thắng một trong 3 set đấu còn lại thôi, anh sẽ ghi tên mình vào chung kết, và đó là lần đầu tiên Quốc Nguyên có mặt ở chung kết. Cơ hội rồi, hình bị cúp ngon dành cho Quốc Nguyên. Và điểm số thứ Hay 5 rồi. dành cho Quốc Nguyên. Hình bị vẫn còn đẹp. Score của Tèo. Một hình bị cúp xanh cũng được mà chạm trắng 50 cũng được. Vậy là quyết định chọn cúp xanh thưa quý vị. Lỗ bự nha. Lỗ khá bự đây. Nhưng ngay táo rồi. Quá hay. Hình này làm cái chính. Quốc Nguyên trả lại một cái sáu và cái sáu nó vẫn chưa dừng. Chuồng trà bám đuổi như thế này thì người đi trước cũng rất áp lực nha các bạn. Người dẫn điểm cũng cảm thấy rất khó chịu. Ta chạy xe ra ngoài đường mà ai cứ chạy thái sát thay sau đích, cái dí thay sát sau đích thì cũng rất khó chịu. Và ngồi mình bị cơ hội 2 điểm dành cho Quốc Nguyên. Trời ơi, ra một kênh bi múa luôn kìa các bạn. Trời ơi, đúng là ông bi độ. Ông bi độ thật rồi. Nhưng chúng ta nói ông bi độ thì cũng không công bằng với Quốc Nguyên. Nếu như mà không đi tới cái điểm số thứ 6 thì làm sao có được cái hình bi múa? Và múa không trúng thì làm sao ra được cái hình bi múa này, đúng không các bạn? Hình bi quá đẹp để Quốc Nguyên có điểm số thứ 10. Chúng ta đang xem cái gì thế này? Chúng ta đang xem một set đấu với hai cỗ máy, một cỗ máy được sản xuất tại Bình Định và một cỗ máy được sản xuất tại Gia Lai. Hai cỗ máy đều có giá trị cao. Vâng, hai cỗ máy đều có một cái thương hiệu uy tín trong làng bia Ba Bang Việt Nam. Hết sảy rồi. Lại BD nữa. Ngày hôm nay chúng ta đã được chứng kiến hai cú hat-trick của Quốc Nguyện rồi. Hai cú hat-trick bang shot của Quốc Nguyện, trong đó có một hat-trick đặc biệt, đó là ba cú múa liên tiếp. Liệu có phải là hat-trick của hat-trick nữa hay không? BD xanh thôi. Quốc Nguyện đang tính cho cái đường này. Không được. Thậm chí sau cú đánh này Quốc Nguyên có thể hướng đến perfect kill, hướng đến một con heo vàng, một con heo vàng to nhất thế giới thưa các bạn, đến từ câu lạc bộ PBA. Quá đáng tiếc dành cho Quốc Nguyên. Và 180 triệu đã được rớt ra khỏi túi Quốc Nguyên rồi. Nhét 180 và chuẩn bị lên xe rồi thì bị rớt lại các bạn. Quá đáng tiếc. Vâng, điểm số thứ 10 dành cho Ngô Đình Hải. Có lẽ ngày hôm nay những fan của Ngô Đình Hải cũng hết sức ấn tượng với đối thủ của Ngô Đình Hải là Nguyễn Quốc Nguyên. Ây da, có lẽ các bạn cũng sẽ
Cảm thấy đối thủ của người này cũng rất hay luôn các bạn. Chúng ta không thể phủ nhận điều này. Bẻ cua. Có điểm số thứ 11 dành cho người nước này. Một vị đối thủ bám sát phía sau, gây ra sự khó chịu dành cho Ngô Đình Đài. Chúng ta thấy là Ngô Đình Đài không có một chút khó chịu nào. Hai lượt cơ, Ngô Đình Đài đang có được 11 điểm. Phải nói là một trận đấu đầy cống hiến của các tay cờ. Hình bi này, hình bi quá ngon dành cho Ngô Đình này. Hơi cấn cái bàn một tí thôi, hơi cấn cái nách một tí. Mình nghĩ vẫn có tư thế để có thể ra cơ được với này. Đó là pha xử lý ba bàn chính xác của Ngô Đình Đại. Và có lẽ những ai đang theo dõi trên truyền hình tại Hàn Quốc, họ cũng được thưởng thức một trận đấu đỉnh cao của hai tay cờ đến từ Việt Nam. Quá hấp dẫn. Quá hay rồi. Quá hay rồi. Có té không? Trời ơi! Quá đen cho điểm số thứ 14. Chúng ta được chọn sau đó. Hay dữ. Set point, Ngô Đình Đài. Nếu Ngô Đình Đài có rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2, còn 2-3 kia vậy. Ba bằng con. Vâng, một set đấu với 35 điểm. Ta đang dần thấy một kịch bản tương tự như ở trận đấu trước đó. Chỉ cần thêm một set thắng nữa dành cho Ngô Đình Đại thì 90% tỷ lệ 3-1 đã
Rồi, set đọc thứ 6, Quốc Nguyện có hai lần đề ba thành công ở set 2 và set 4 với cú múa. Có một tình huống lỗi xảy ra với Quốc Nguyện. Bây giờ chúng ta đến với lượt cờ đầu tiên của Ngô Đình Hải. Phần điểm dành cho Ngô Đình Hải. Trận đấu diễn ra vào lúc 10 giờ 12 giờ 40 phút. Bây giờ là 2 giờ 45 phút rồi, hơn 2 tiếng đồng hồ. Và chúng ta đang xem trận đấu thứ 6. Ây da, mất điểm ở một tình huống cúp. Lượt cờ thứ hai của Nguyễn Quốc Nguyệt. Vâng, có điểm dành cho Quốc Nguyệt và xử lý chắc tay của Quốc Nguyệt. Rồi, tiếp tục là một pha ghi điểm nữa của Quốc Nguyện. Hai điểm dành cho Quốc Nguyện. Chúng ta biết rằng là Quốc Nguyện là một tay cờ đánh lip cũng cực giỏi. Các bạn nào đã từng được xem cái clip Quốc Nguyện đánh lip thì sẽ thấy là cái khả năng mà đánh ken của Quốc Nguyện là hơi bị ớ ngang. Có điểm số thứ ba dành cho tay cờ gốc Gia Lai.
và không có đêm số thứ tư. Tôi muốn thiếu dậy bộ ngũ nguyên sẽ là một set đấu đầy khó khăn dành cho cả hai. Sẽ đấu cực kỳ khó đoán. Tuy nhiên sức chiến đấu của Ngô Đình Đại cũng rất mạnh liệt. Anh sẽ phải lấy lại 3 set để đưa trận đấu vào set 7. Anh bị 2 điểm. Và chính xác của Ngô Đình Đại. Xin lỗi bạn của Ngô Đình Đại. Hình đẹp rồi. Time out. Chạm vàng. Làm sao để né đá? Mà né đá thì cũng sẽ hơi khó trúng một chút. Vâng, time out đã mang về điểm dành cho Golden Knight. Góc hơi chẹo nhưng vẫn có sự chính xác. Vâng, series liên tiếp đến với ngôi đình này. Không có điểm số thứ 5. Hạ cấp tứ bằng. Không có điểm dành cho người này. Đó là hình bị mà cần thiết phải mang về thêm một điểm nữa. Tình huống A đạo quá dày mặt của Quốc Nguyên. Cũng không dễ chơi với cô địch này. À này A luôn sao? Một cú A dân pha thiếu dân rồi, là một cú chạm vàng hơi dày, nếu chạm mỏng hơn
thì có lẽ nhiều khả năng sẽ có điểm dành cho quyết định này. Mặt chạm là hơi dày thôi các bạn. Lại là một cú đánh chạm băng. Đó, lần này là một cú múa của Quốc Nguyệt. Quá hay. Quốc Nguyệt ngày hôm nay có một thứ vũ khí quá lợi hại trước ngôi đình này. Quá dữ dằn các bạn. Lại mua được. Không thể tin được. Một nguyện ngày hôm nay quá hay với những cú đánh múa. Một trận đấu quá kịch tính, quá hấp dẫn, quá hay từ cả hai tay cơ. Cả hai đều chơi với một phong độ rực lửa ở trong trận đấu bán kết này. Tiếp tục là một cú đánh chính xác nữa đến từ người Quốc Nguyệt. Ta xem lại pha cúp này của Quốc Nguyệt. Phải nói họ đang mang đến một thứ cảm giác đỉnh cao của ba băng. Cả hai đều chơi cực hay, cực kỳ mãn nhãn. Hình bị rất đẹp với Quốc Nguyên. Chết rồi. Đúng là chỉ có đá mới không cho Quốc Nguyên ghi điểm ở trái bi này. Đen thôi, đỏ quên đi. Quá đáng tiếc. Vừa chuẩn bị mở cửa nhà, công an bắt đi, công an bế đi. Nếu đó là vào điểm kết thúc trận đấu thì thật sự là khó ngủ cả tháng. Và xử lý ba bàn gậy của Ngô Đình này. Trôi thì mới trúng. Vâng, có điểm rồi. Điểm số thứ 6.
cả hai như thể là họ không bị tâm lý gì cả. Nếu như anh em mà ở thời điểm này với một trận đấu mang tính chất bán kết này thì chúng ta cũng không thể cầm cờ một cách thoải mái được. Phần điểm số thứ bảy rồi, để chơi phóng khoáng như hai tay cờ, họ gần như đã giải thoát được câu chuyện tâm lý rồi. Họ đang chơi với những kỹ thuật thượng thừa, không bị dấu hiệu tâm lý ảnh hưởng. Đến set 7 mới tê, set này chưa tê đâu các bạn. Khinh đẹp dành cho Golden này. Và điểm số thứ ba dành cho ngôi đình này ở trong lượt cơ này, 8-9. Gài vàng quá hay luôn. Tuy nhiên xanh nằm không đẹp. Và xử lý gần quá hay của Ngô Đình này. Đúng đâu. Lên trời. Một trận đấu phải nói là mãn nhãn của cả hai tay cơ. Cực kỳ cởi mở. Vâng, dừng lại ở con số 4 rồi. Tuy nhiên sẽ là một thế bị khó dành cho Quốc Nguyên. Chúng ta hãy nhìn điểm trung bình của Ngô Đình này ở thời điểm hiện tại. HPG của anh ở trong trận đấu này đang là 2.25. Wow. 2.258. Trong khi đó Quốc Nguyên thì ban tổ chức đạo diễn hình cũng chưa cho chúng ta thấy thông số của anh ở trong trận đấu này, nhưng Quốc Nguyên cũng không không vừa gì, bị đá rồi. Nhưng có lẽ có may mắn, không có may mắn, xanh không cho Quốc Nguyên có may mắn. Vũ Nguyên đang chơi rất chắc, những pha ra cơ rõ ràng, không có một sự lỏng lẻo hay là chệch choạc nào của anh à. Chỉ có những cú đánh bị đá thì mới có thể ngăn cản pha ghi điểm của Quốc Nguyên thôi. Ba bằng con. Không, đó là một cú đánh 5 bàn của Ngô Đình Hải. Ây da, không được rồi. Điểm số đang là 9 đều. Bằng hình bi 5 băng gãy. Không biết là có đá hay không. Ta chờ xem trái bi xanh. Trái bi xanh không có đá rồi. Mười chín còn năm nữa, còn 5 đêm nữa thôi, Quốc Nguyên sẽ ghi tên mình vào.
không có điểm dành cho ngôi đình này. Đá lung ta lung tung này thì sẽ có xương cho Quốc Nguyện. Xui lắm thì Quốc Nguyện mới không có hình đẹp thôi. Bị cúp xanh dành cho Quốc Nguyệt. Vâng, chính xác thưa các bạn. 11-9. Vâng, bạn các bạn admin chú ý trên kênh YouTube. Và các bạn đừng spam để anh em xem cho nó vui nha anh em, đừng spam quá. Lượt cờ thứ 7 đã có điểm số dành cho Quốc Nguyệt. Còn 4 điểm nữa thôi. Nhưng mỗi điểm là mỗi cục đá rất nặng. Liệu Quốc Nguyệt có bị ảnh hưởng về mặt tâm lý hay không? Có tê hay không? Không có tê. Điểm số thứ 2, 12-9. Hay quá. Hình này thì quá đẹp dành cho Quốc Nguyên rồi. Hình này chỉ có tẹt cơ thì Quốc Nguyên mới hụt trái thôi. Trời 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 trời, một phong độ, một cỗ máy đang vận hành rất trơn tru, một kinh bi ba băng cha cực đẹp. Cái gì đây? Liệu anh Nguyện có bị hư cái đầu hay không? Có bị sưng cái đầu hay không? Đây là hình bi đẹp dành cho anh này rồi. Bỏ sườn quá đáng tiếc thưa các bạn. Còn ngang mặt trên. Hy vọng là trận đấu này sẽ bước vào set đấu thứ 7 nó mới xứng đáng với những gì mà cả hai đang thể hiện. Không đơn giản nha, chạm dài được nhưng không đơn giản nha anh em nha. Vì này khó. Quá hay. 11-12. Vâng, có điểm số thứ 3 trong lượt cơ đây. 12 đều. Quá kịch tính. Vâng, xin chào bạn Hoàng Vũ nha. Bạn đang ở câu lạc bộ Pizza nào đây? Chắc là em ở câu lạc bộ đang xem qua TV khá là nhiều đúng không các bạn? Trận đấu này hay quá. Ba bạn con. Ba bạn con.
không có sai lầm nào ở quyền này. Những hai điểm còn lại là rất nhiều. Với áp lực của set đấu này, với ngôi đình này, xin nhắc lại với các bạn, hai điểm này không hề dễ nha, đừng nói là ít nha. Nó rất khó vì thời điểm này là một thời điểm hết sức nhạy cảm. Cô này quá hay. Cô này quá hay. Cái hình này như thế nào đây các bạn? Mình không thể nói trước được điều gì cả. Vì áp lực thì mọi hình bây giờ thời điểm này đều khó cả. Trừ khi nào giải quyết được áp lực mới gọi là siêu khủng. Wow, như vậy là trận đấu đã có phải tương tự như trận bán kết. Một ngày thi đấu chung kết có thể nói là lịch sử của PBA. Một ngày thi đấu chung kết lịch sử lần đầu tiên có một kịch bản đều diễn ra với hai trận đấu bán kết. Hay quá. Hai điểm dành cho ngôi đình này. Trận này chỉ bị một điểm thôi thưa quý vị. Set này là set là một cuộc đấu trí về mặt tâm lý thôi. Kỹ thuật thì họ ngang nhau hết rồi các bạn. Và cái quan trọng nữa là ông Bi sẽ đứng về phía ai đây? Ai đã hối lộ ông Bi trước trận đấu này đây? Đấy, đó là câu chuyện. Đó là hai vấn đề cần lưu tâm. Beder 2 điểm. Dư má rồi. Và các bạn không còn ngần ngại gì nữa mà không chia sẻ luôn trực tiếp trên Facebook cũng như là like trên YouTube các bạn. Hoặc có thể từ YouTube các bạn cũng có thể chia sẻ trực tiếp về Facebook được, có nút chia sẻ. Ngại gì mà không làm điều này. Chúng ta đến với lượt cờ đầu tiên của Nguyễn Quốc Nguyện. Vâng, điểm dành cho Quốc Nguyện. Hình bị kẹp nát xanh. Hình bị không cho phép Quốc Nguyện mắc sai sót. Không có sai sót dành cho Quốc Nguyện. Hai đều. Chỉ mới có hai băng. Xin nhắc lại với quý vị là trận đấu chung kết sẽ diễn ra vào lúc 18:30 theo giờ Việt Nam. Các bạn đừng bỏ qua cái
trận đấu chung kết nha. Và ngày hôm nay lại là ngày chủ nhật nữa. Vâng, cơ hội dành cho anh này không có nhiều lắm. Nhưng đây là hình bị 2 điểm. Một cú A thôi. Quá chính xác. Chúng ta có thể thấy là tình huống của Ngô Đình Nại khá giống với lại Cốc Lu. Đó là Cốc Lu có thể đề ba không hay ở 6 set đấu đầu tiên. Nhưng đến set 7 thì lại... Ông bạn các bạn. Bắn shot không hay. Cốc Lu có thể bắn shot không hay ở 6 set đấu đầu tiên. Nhưng đến set 7 thì tay cơ Ngô Đình Nại lại làm điều tương tự như Cốc Lu. Và cúp đảo không có điểm dành cho Ngô Đình Nại. Sẽ đấu phân định chiến thắng chỉ là 11 điểm. Đánh khá công kềnh của Quốc Nguyện. Bây giờ chúng ta đến với lượt cơ thứ 3 của Ngô Đình Nại. Lại là một cú đánh cô ba, bốc trúng khá bự. Xui lắm mới lọt thôi. Vâng, lọt rồi. Vâng, đó là 2 điểm dành cho Quốc Nguyên. Bốn đều. Quá kịch tính. Vâng, mình khen anh nào là fan của anh đó không hài lòng với phần khen của mình. Rồi sau đây các bạn, bây giờ mình sẽ không khen anh nào hết. Ok. Cúp trắng. Và cúp trắng chính xác. Vâng, có hình đẹp dành cho Quốc Nguyên rồi. Hình bị A băng. Phải nói là quá thơm nhìn cho Quốc Nguyện luôn. Quá thơm. Bảy bốn. Hình bị vẫn còn rất đẹp với Quốc Nguyện. Đè xanh. Nhưng chúng ta nhớ rằng là đé đá là đé trúng.
Điểm số thi sâu. Và một pha lon bi đáng tiếc của Ngô Đình Hải. Quốc Nguyện đã chụp được cơ hội để tung ra một series xấu. Time out. Điểm số đang là 8-4, vẫn còn 3 điểm nữa. Vậy áp lực lần đầu tiên có mặt ở trận chung kết thì cũng không hề dễ cho Quốc Nguyên để anh có được 3 điểm. Tỷ lệ giành chiến thắng chung cuộc đang nằm trong tay của Quốc Nguyên. Anh đang có cơ hội rất lớn. Một cú A của Quốc Nguyên. Why? Trời ơi. 3 điểm match point đến với Nguyễn Quốc Nguyên. Kịch bản thi đúc của bán kết 1 đã lặp lại ở trong trận đấu này. Một điểm nữa thì nó sẽ là một kịch bản tương tự. Không khác gì. Ngô Đình Hải đã làm hết sức mình sau khi gỡ hòa 3 đều, nhưng anh không thể chống cự được. Có lẽ có điểm kết thúc dành cho Quốc Quyền rồi. Quá mãn lực. Quá mãn lực. Như vậy là Quốc Quyền lần đầu tiên có mặt ở trong trận đấu đầu tiên góp hàng hồng kết PGA Tour. Một kịch bản giống y đúc với trận bán kết 1. Và có một điều y đúc hơn, đó là hai người cùng Hanaka đã làm được một kịch bản tương tự nhau. Quá hay, quá hay, quá hay. Quá hay, quá hay, quá hay. Và xin nhắc lại quý vị là vào lúc 18:30 tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem trận đấu chung kết giữa hai tay cơ của Hanaka. Vâng, một thủ đấu cực kỳ thành công của Hanaka. Như vậy là Hanaka đã chắc chắn có một chiếc vô địch. Vấn đề bây giờ cái tên đó là cái tên nào thôi. Quốc Nguyện hay là Nguyện hay là Murat Nasikoglu đây. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào trận đấu chung kết diễn ra vào lúc 18:30 tối nay. Và cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng quý vị ở trận đấu này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.